khối trụ, cho một khối trụ có R là bán kính của mặt trụ hay chính là bán kính của đáy. L là đường sin của khối trụ, cũng coi là đường cao. Diện tích một đáy sẽ bằng pi r bình, suy ra diện tích tổng hai đáy sẽ bằng 2 pi r bình. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, chính là bằng 2 pi r nhân L. Diện tích toàn phần bằng diện tích hai đáy cộng với diện tích xung quanh, chính là bằng 2 pi r bình cộng cho 2 pi r L, đặt nhân tử chung là 2 pi r mở ngoặc nhân R cộng L. Thể tích của khối trụ chính là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, chính là bằng diện tích của hình tròn là BR bình nhân với chiều cao là L, là bằng BR bình nhân L. Toán thầy Tiến BMT, giúp bạn yêu toán hơn mỗi ngày.